Trước tình hình nhiều diện tích đất nông nghiệp có năng suất, sản lượng thấp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của bà con nông dân, nhiều địa phương đã thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong số đó, các loại cây ăn quả đang được xem là giải pháp thay thế phù hợp, đặc biệt tại những nơi có diện tích đất đồi, đất dốc là chủ yếu. Tuy nhiên, với các diện tích đất đồi, đất dốc, việc đảm bảo đất không bị xói mòn, nâng cao giá trị dinh dưỡng cho đất rất quan trọng. Để thực hiện tốt việc này, bà con cần có những lưu ý sau. Có thể cải tạo đất bằng các loại cây che phủ có bộ rễ khỏe và các loại cây họ đậu cố định đạm cho đất, giúp cải tạo lý tính của đất thông qua việc phá lớp đất rắn nhờ bộ rễ khỏe, làm cho đất tơi xốp và thấm nước tốt hơn. Bộ rễ ăn sâu sẽ tận dụng được dinh dưỡng ở các tầng đất tạo ra sinh khối lớn, phục vụ chăn nuôi và bảo vệ đất, chống xói mòn và cải tạo đất cũng như để sản xuất vật liệu che phủ tại chỗ. Việc tạo thảm thực vật che phủ đất sẽ giảm đáng kể hiện tượng xói mòn đất. Ngoài ra, cây che phủ đất còn có tác dụng tốt trong cải thiện cấu trúc và lý tính của đất. Đất được che phủ sẽ cho năng suất cao và ổn định hơn. Cây che phủ có thể được trồng thuần trên các bãi đất trồng, luân canh trong hệ thống cây ngắn ngày, các hàng đồng mức, trong vườn cây ăn quả, trong rừng thưa hoặc rừng mới trồng chưa khét tán. Đối với lớp cỏ bề mặt, nên sử dụng phương pháp cắt tỉa, không nên loại bỏ hoàn toàn vì lớp cỏ này có vai trò giữ đất, chống xói mòn. Với nền đất dốc, không thể thực hiện các biện pháp cày xới đất như đất bằng, vì vậy cần sử dụng các biện pháp sinh học để cải tạo đất. Điều này có thể đạt được nhờ sử dụng các loài cây ngắn ngày, mọc nhanh, có bộ rễ khỏe, ăn sâu, cây cố định đạm. Bộ rễ khỏe sẽ phá vỡ lớp đất rắn và tăng dung tích hấp thụ của đất, trao đổi oxy và nước. Bộ rễ ăn sâu sẽ khai thác các chất dinh dưỡng từ sâu trong lòng đất để tạo nên một lượng sinh khối lớn trên mặt đất. Tiếp đó, cần sử dụng lượng sinh khối này để che phủ đất và làm thức ăn gia súc. Không được đốt mà phải sử dụng sinh khối này làm phân bón. Bằng cách làm này có thể phục hồi sức sản xuất của đất trong 3 năm. Chức năng của các loài cây này là bảo vệ đất chống xói mòn, làm thức ăn gia súc, tái chế và luân chuyển dinh dưỡng, khống chế cỏ dại, tái tạo hiệu quả sức sản xuất của đất. Tất cả các loài cây trồng, các loài cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rừng đều có thể xen canh hoặc luân canh với các loài cây che phủ cải tạo đất và các loài cây ngắn ngày khác để tăng thu nhập. Đối với cây ăn quả, có thể kết hợp trồng nhiều loại cây ăn quả trên một diện tích đất rộng vì mỗi loại cây ăn quả sẽ phù hợp với các điều kiện ánh sáng, độ ẩm khác nhau. Hiện nay, các diện tích trồng cây ăn quả theo mô hình nông sản an toàn, nông sản hữu cơ đang ngày càng mở rộng, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Nhiều vùng đất đồi trước đây chỉ trồng những loại cây ngắn ngày như bắp, đậu, hiệu quả kinh tế thấp, giờ đã phủ màu xanh tươi tốt của các loại cây ăn quả. Qua đó cải thiện được đời sống của bà con nông dân cũng như phát triển được kinh tế địa phương.